Hello em, đang mình sẽ hướng dẫn cho em cái trên like của cái game Tết dụt hay Evolution nha. Đó, em thấy không? Mình đang chở kéo kể một cái trailer rất là dài nha, rất là nặng. Đây. Bây giờ mình sẽ trở lại. Ok. Rồi. Ở đây em thấy không? Mình giờ có một multi player nha. Đây nè. Rồi em bấm cái đó. Rồi anh em chọn con xe của mình, xong là anh em bấm select. À, ở đây nó có ba tính năng, một là tạo phòng nè, một là read room, nghĩa là anh em tạo tên phòng và cho anh em vào chơi. Thứ hai là anh em tìm phòng là join game, cái thứ ba là join random, nghĩa là anh em tùy chọn, tùy chọn vào phòng ngẫu nhiên. Rồi. Bây giờ mình vào cái phần đầu tiên là quick room nha. Đó, mình chọn cái map ngẫu nhiên, anh em thích map nào chọn ở đó. Đấy, mình đặt tên phòng, bây giờ mình xóa đi, mình ghi là A C A, ok, sau đó bấm play. Em chọn kiện hàng anh em chở, mình chọn kiện hàng bất kỳ nè mày, chọn này đi. Đấy. Mình chờ xíu nó lót nha, nó chậm xíu. Đấy, ở đây anh em sẽ chờ những anh em khác vào phòng tìm phòng cái tên phòng ở Asia đó anh em, để anh em vào chơi bấm start. Một trường hợp anh em mà vào không kịp anh em có bấm start trước nha. Bấm start. Rồi anh em chờ xíu khởi động. Thì ở đây anh em có thể vào trước vào sau được nha. Nhưng từ phòng từ game này thì nó không có đòi hỏi password, nó không như bất Indonesia nha. Anh em có thể vào chơi bất cứ lúc nào. Nghĩa là ta không người ta còn tạo đó, thì anh em cứ vô chơi nha. Nó rất là nhiều phòng anh em. Buổi tối thường thường là nhiều người chơi lắm. Đấy. Đấy. Đó mình đã vào rồi. Anh em thấy không? Đấy. Đèn rất là đẹp. Rồi anh em ở đây cũng anh em chạy cũng được, hoặc anh em chạy tới chạy cũng được tùy anh em ha. Rồi mình chỉ anh em nè, anh em bấm nút trở về phần của cái điện đó, anh em nhìn cái phần map nè, anh em dòm cái phần map nè, coi có ai tham gia chơi. Đấy nè, mình soi map, soi cái bếp đó, anh em thấy không, mình kéo gần lại. Đấy. Đấy anh thấy không. Đấy. Ở đây là chỗ mình để mình bảo trì sửa chữa xe nè. Đấy. Mình đang ở đây nè. Đấy. Mình chạy tuyến đường của mình. Mình thấy không? Đó. Rất là xa này mày, rất là xa. Đấy, kiện hàng rất là dài. Rồi nên bấm nữa trở về. Ha. Còn nghe radio thì nên bóp nhột radio, em có thể thằng nghe đài, em tùy thích giả đài luôn. Gà đài để nghe nha. Cái chỗ này là chỗ gà đài nè. Anh em quay tới bộ lùi nè, cái hình tượng nè. Quay tới bộ lùi nè. Ở đây là bộ lâm lớn nhỏ. Sau khi xong anh em bấm trở lại nữa, nó sẽ cúp lại, thoát. Rồi anh em nghe nhạc nha. Đây mình trước khá là chạy nè. Ui. Ôi, có xe cảnh sát. Có xe cảnh sát. Rồi, chiếc cảnh sát đang đứng.
cái bát này em cứ chạy tới đi, chạy tới em sẽ quay nha, sẽ quay vòng. Âm cua nha anh em nha. Rồi, giờ kiểm tra nè. Kiểm tra map nè, có heo chơi không? Đó, hiện giờ chưa có heo chơi đúng không? Đấy. Rồi. Rồi tiếp tục. Bây giờ mình vào cái phần trở về nè, trở về đi. Bấm nút home, nút hình của nhà. Nhưng trở về. Đây là phần mới chỉ đi, thấy không? Select. Anh em vào một thứ hai là một trong game là tìm phòng mình á, anh trong phòng những cái này bá tạo đó, anh vào đây, đấy, ở đây có rất nhiều phòng, anh em nhìn số người á, 1/10 nè, cái phòng mình tạo là 10 người anh em nha, 10 người nha, hiện tại bây giờ ít người lắm, bây giờ ít phòng tạo lắm, một buổi tối ở đông, nha, buổi tối đông, anh em vào bất kể phòng nào, mình vào cái phòng ngẫu nhiên đi, mình vào phòng 4/10 đi, đấy, mình vào thử phòng bất kỳ anh em ha. Đấy, bây giờ mình vào nè anh em thấy không? Đấy. Rồi mình vào phần map mình có coi. Đây nè. Hiện tại nó có 3 4 xe chạy nè, anh thấy không? Đấy. Ôi bị cảnh sát dí kìa. Cảnh sát dí kìa. Đấy, cảnh sát dí chạy kìa. Trời ơi, trời ơi. Quá hấp rồi. Quá rồi. Rồi bị phạt chắc luôn à. Này là cảnh sát dí không? Ở Mỹ cảnh sát dí ghê luôn à. Tá đèn này, tá đèn này. Ở đây là mình ở trong cái tiểu bang có tuyết rơi này mày, à, tuyết tuyết rất là nhiều nha. Thôi mình chạy một đoạn rồi mình trở về tiếp tục anh em hướng dẫn tiếp nè. Mắc cười quá, cảnh sát dí chạy mệt luôn ha. Rồi anh em cho phần được đi, anh em vào cho mình carre để mình mua con xe điện anh em, con xe điện. Rồi, mình dẫn phần gara. Chuyển tới. Đây. Rồi, mua luôn. Chọn đi. Rồi mình trở về.
Đấy, mình bấm nút update. Đây, mình chọn phần lên phụ kiện cho xe. Mâm. Vô lăng. Đèn. Kèn. Rồi luôn. Rồi, mình lên phần một decal. Chọn này đi. Ok. Đây. Ok. Phần cục máy mà chỉ đổi được một cục thôi anh em ơi. Đấy. Nó hết rồi đó. Có xe điện này thì có xe điện này thì anh em phải là mấy nha. Anh em lát gì ta. Anh em phải là sạc bằng điện nha, vô trạm xăng nó có những cái chỗ sạc điện á. Anh em sạc nó nha, chứ không có nào mà sạc mà ghé đổ xăng á nha. Đấy. Đấy. Hơi láp anh em ạ. Nguyên láp. Đèn nè. Đấy. Nghe thấy không? Đấy. Con xe điện rất là mạnh nha, con xe điện này cực kỳ mạnh. Đấy. Nhưng mà có mà mua thì anh em mua con xe điện này nó chạy rất là nhanh nha. Đấy, đề ba nó cũng mạnh, nó kéo hàng cũng khỏe nữa ha. Đó, anh em thích thì cứ mua nha. Giờ nó thắt nè, đây là vô lăng này, nó nằm giữa nha, nó không có nằm bên trên đó, thấy không? Đấy, đấy ha. Đấy, anh em thấy không? Rồi đây mình chụp hình cho đẹp nè, anh em chụp hình cho đẹp thì anh em giờ cái phần này nè, giờ cái camera nè, anh em nhấn rồi anh em có thể chụp màn hình, chụp hình lại, hoặc là anh em dùng cái phím này anh chụp nè. Cái này là cũng hên xui chụp được hay không nè, máy mình chụp cũng được, không biết máy này chụp được không nha. Rồi anh em bấm vô đây đó. Đó, bấm vô đó anh em xeo lại ha. Mình thì mình chụp màn hình, mình chụp vậy đó, chụp vậy đó để góc nhìn camera. À, anh em di chuyển góc nhìn camera, anh em muốn chụp tốt là đẹp anh em chụp nha. Đó. Mình chụp góc này góc này đấy. Rồi mình có góc này, góc giữa đi. Đó, góc giữa. Đấy. Tiếp tục mình đã góc chụp. Đó. Đó, mình đã góc này, mình đã góc này, tùy mình em nữa ha. Thích chỗ nào chụp đó nha. Sau khi các anh em chụp xong anh em bấm nút chụp cái gì á nha. Bấm cái gì à? Bấm cái nữa. Rồi, nó sẽ như bình thường ha. Còn phần nắp thì em phóng to không nhỏ được nha. Đấy. Đấy. Mình đang ở chỗ mà mình bắt hình sửa chữa ha. Đó, anh em muốn sửa chữa cho nó sửa chữa nha. Đây là con xe điện các bạn update mới nhất của bạn 4.1.1 nha mấy. Rồi, mà mình hướng dẫn cho em cách chơi online cũng như là một vài thao tác trong game nha. Rồi hy vọng chúc anh em thành công ha. Rồi bye bye.